Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngày qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc liên tục cập nhật những thông tin về tình hình dịch bệnh và số công dân của các huyện, thành phố tỉnh Vĩnh Phúc đang gặp khó khăn ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Có được thông tin chính xác và những thước phim chân thật về người dân trong bối cảnh thành phố thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là vô cùng khó khăn. Và Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc có được thông tin phản ánh được đời sống của người dân trong tâm dịch ở thành phố Hồ Chí Minh là nhờ vào đội ngũ cộng tác viên tích cực. Trong đó, phóng viên Y Phong đang công tác tại tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh là cộng sự đắc lực nhất cho các chương trình đã lên sóng của đài. Anh Y Phong và phóng viên Thùy Linh đã hàng ngày trao đổi kết nối thông tin cập nhật nhanh nhất để gửi tới khán giả, phải không thưa chị Thùy Linh? Vâng, thưa chị Thu Hiền, thưa quý vị khán giả, trong suốt những ngày vừa qua, tôi và các đồng nghiệp của tôi, đặc biệt là anh Y Phong, hàng ngày đã phải liên tục trao đổi thông tin, hình ảnh, cập nhật hoàn cảnh cụ thể các nhân vật để đưa lên sóng truyền hình. Tôi cũng xin bật mí thêm nhân vật chính trong chương trình hôm nay. Anh Y Phong cũng là người con của quê hương Vĩnh Phúc, trực tiếp tham gia cùng với Hội đồng Hương huyện Lập Thạch và tham gia vào đầu mối giúp các huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện trao hỗ trợ tới người dân Vĩnh Phúc gặp khó khăn khi đang thực hiện giãn cách xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Ngay lúc này đây, chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với phóng viên Y Phong để cùng trao đổi những thông tin mà anh thu lượm được trong quá trình tác nghiệp thực tế. Xin chào anh Y Phong. Vâng, thưa chị Thùy Linh, xin chào quý khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc. Trước hết, xin anh có thể cho khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc biết tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam hiện nay như thế nào và những hoạt động chủ yếu mà anh đang thực hiện là gì ạ? Có thể nói đợt bùng phát bệnh dịch COVID-19 lần này là đặc biệt nghiêm trọng, cực kỳ nguy hiểm đối với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ. Trong khi cả hệ thống chính trị, đoàn thể, các tổ chức, các cá nhân và người dân đang khẩn trương phòng chống dịch với mọi biện pháp để làm sao đó giảm thiểu và đi đến đẩy lùi bệnh dịch. Thực hiện giãn cách xã hội đã được thực hiện hơn 2 tháng nay, hiện đang tiếp tục áp dụng cho đến ngày 15 tháng 9 và chờ đến khi có thông báo mới. Trong những ngày qua, sống trong tâm dịch, khi trực tiếp cùng đoàn thiện nguyện đi trao quà cho bà con quê hương huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, tôi có rất nhiều cung bậc cảm xúc khi tiếp xúc với những đồng hương của mình đang gặp khó khăn bởi bệnh dịch COVID. Trong khi vừa tranh thủ trao quà, tôi đã tranh thủ tác nghiệp để làm sao đó nhanh nhất chuyển thông tin về Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là hai việc mà tôi thực hiện song song. Đó là điều tôi muốn kể với đồng nghiệp và các khán giả. Quá trình thực hiện hỗ trợ cho bà con vùng tâm dịch trong bối cảnh đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ chắc chắn sẽ có những khó khăn. Vậy những khó khăn đó là gì và làm sao để anh có thể vượt qua được những khó khăn đó? Vâng, thưa chị, thực sự là cũng rất là khó khăn. Ngoài việc tuân thủ các điều kiện an toàn về phòng chống dịch theo quy định, thì nhóm thiện nguyện của chúng tôi đã đặt ra một cái mục tiêu là làm sao đó phải tìm được đúng người, đúng địa chỉ và trao quà cho đúng người cần nhận. Ở một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh với địa bàn rộng như vậy thì thực sự là rất là khó khăn. Nhất là khi chỗ ở của đồng hương chúng ta thì lại không ổn định. Có những trường hợp mà chúng tôi phải chờ đến 30 phút, không có người đến nhận quà, chúng tôi phải gửi ở các chốt kiểm dịch. Sau đó lại nhờ các anh ở lực lượng chức năng chuyển trực tiếp đến tay của người được nhận. Hoặc là có những trường hợp mà chúng tôi đã phải di chuyển đến 5-60 cây số để trao quà. Khi liên hệ điện thoại cũng rất gặp khó khăn, bởi vì bà con thấy số máy lạ nên là cũng không nghe máy. Trong suốt hành trình giúp các huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Phúc kết nối vận chuyển hàng cứu trợ đến tay bà con đang gặp khó khăn ở trong đó, có những câu chuyện, hình ảnh gì khiến anh chăn trở? Có chứ thưa chị, tôi đã gặp một hoàn cảnh rất là cảm động của một chị làm nghề ve chai, quê ở Lập Thạch lấy chồng ở Vĩnh Tường. Chồng chị mới mất, kinh tế rất là khó khăn. Thế thì sau khi mà chúng tôi trao những món quà của Ủy ban dân huyện Lập Thạch và nhà hảo tâm, thông tin được phát sóng trên đài truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc thì đã có một doanh nhân quê ở Vĩnh Phúc đang sinh sống ở Phú Quốc đã gọi điện thoại và nhờ chúng tôi chuyển tặng giúp chị 5 triệu đồng. Hay là có một gia đình khác làm buôn bán tự do, chồng thì bị tai nạn và một mình chị phải nuôi 3 đứa con nhỏ, trong khi đó là đang gánh một gánh nợ với công ty tài chính, kinh tế kiệt quệ. Khó khăn và rất vất vả. Có trường hợp thì anh chồng chạy xe Grab, vợ thì giúp việc nhà nhưng thất nghiệp, con thì bệnh nặng. Hai anh chị đã phải chi đến gần 1 tỷ để chữa bệnh cho con. Hiện nay kinh tế thực sự là khó khăn. Tuy nhiên có những chuyện mà tôi cứ chăn trở mãi. Đó là những trường hợp mà muốn nhận nhiều phần quà. Khi mà không được đáp ứng
thì người này đã nhắn tin trên mạng xã hội để xúc phạm các thành viên của để xúc phạm thành viên của nhóm thiện nguyện. Hoặc là có những trường hợp thực sự là cũng chưa khó khăn lắm, thế nhưng mà đã rủ nhau để đăng ký hội đồng để nhận quà với một cái quan điểm là chả mấy khi để được nhận quà của quê hương. Anh Y Phong đã có những đóng góp rất tích cực giúp các huyện, thành phố trong tỉnh Vĩnh Phúc chuyển hàng hóa cứu trợ đến nhanh chóng kịp thời cho công dân đang gặp khó khăn ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Nhưng xin hỏi với vai trò của một nhà báo, anh đánh giá gì về sự quan tâm cũng như chính sách hỗ trợ của tỉnh Vĩnh Phúc, các huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Phúc đối với công dân của mình đang gặp khó khăn ở các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội thời gian qua? Vâng thưa chị, ở góc nhìn của người làm báo, tôi hoàn toàn đồng cảm với sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, của thành phố Vĩnh Yên và của các huyện khi hướng tới công dân của mình trong lúc khó khăn như thế này. Mọi hành động thiết thực đã và đang được triển khai. Tuy nhiên công tác chuẩn bị chưa thật sự được tốt, bởi lẽ cách thức hỗ trợ và việc triển khai còn chậm trễ. Đầu mối liên hệ thường xuyên nhận được những phàn nàn rằng người dân đang gặp khó khăn nhưng chưa được hỗ trợ. Đây là cái khó cho những người trực tiếp thực hiện công việc. Bởi lẽ khi giãn cách xã hội thì việc đi lại đã rất khó khăn, cơ chế dành cho xe cứu trợ cũng chưa được tạo điều kiện một cách đúng mức. Số người lao động thì ở rải rác tại các tỉnh, các quận và các huyện. Do vậy, tôi kiến nghị đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh về cách thức tổ chức. Cá nhân tôi thấy rằng chúng ta nên hỗ trợ bà con bằng hình thức chuyển khoản bằng Internet Banking, vì đây là cách thức thực hiện tốt nhất về giãn cách xã hội theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Mặt khác, đối với bà con ở vùng dịch hiện tại, thì ngoài cơm ăn, bà con còn rất nhiều nhu cầu khác về nhu yếu phẩm, thuốc men, nên việc sử dụng tiền là cần thiết. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang khuyến cáo mua hàng online để các shipper có thể chuyển đến tận tay người mua hàng. Nếu chúng ta thực hiện việc chuyển khoản, thì việc kiểm chứng được người xứng đáng được nhận phần hỗ trợ hay không, thì sẽ được thực hiện một cách tốt nhất, nhanh gọn và đầy đủ. Đây cũng là cách thực hiện quy định về giãn cách xã hội nhằm hạn chế lây lan bệnh dịch do tiếp xúc gần. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của phóng viên Y Phong. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện mà phóng viên Y Phong gửi tới chắc hẳn có nhiều điều khiến khán giả phải suy ngẫm. Đó là những sự việc thực tế diễn ra trong quá trình đầu mối của Vĩnh Phúc thực hiện hoạt động hỗ trợ cho người dân khó khăn vùng tâm dịch. Phản ánh rất thực hai mặt của vấn đề hỗ trợ, động thái của tỉnh, của chính quyền địa phương xuất phát điểm là rất tốt và kịp thời để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn. Tuy nhiên lại có những người dân khiến cho chúng ta phải suy nghĩ và cảm thấy đáng buồn. Khi mà trong bối cảnh cả nước, các tỉnh chung tay hướng về đồng bào phía Nam để chia sẻ cả vật chất và tinh thần, giúp người dân có thêm sức mạnh, kiên cường vượt qua dịch bệnh. Vĩnh Phúc cũng đã nhanh chóng, kịp thời có những hành động cụ thể thiết thực, sẻ chia với các công dân của tỉnh đang làm ăn xa quê. Đó là việc làm rất đáng trân quý. Để những con sâu không bỏ dầu nồi canh, để sự hỗ trợ này thực sự đến được với những người khó khăn thì cần sự nỗ lực, tận tâm của chính quyền các cấp trong việc rà soát kỹ lưỡng các công dân. Và điều quan trọng hơn cả đó là sự sẻ chia trung thực các thông tin từ phía những gia đình có người thân đi làm ăn xa. Điều đó sẽ giúp cho hoạt động chăm lo hỗ trợ của Vĩnh Phúc tới người dân được nhanh nhất, kịp thời và đúng những người đang cần sự trợ giúp. Còn bây giờ chúng tôi xin được điểm qua những hình ảnh về hành trình hỗ trợ người dân Vĩnh Phúc tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh đã có những giọt nước mắt cảm động và cả những nụ cười đầy yên tâm tin tưởng của những người khó khăn trong vùng tâm dịch khi nhận được sự hỗ trợ của Vĩnh Phúc thông qua ống kính của phóng viên Y Phong.